For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Tết buồn của Quách Ngọc Tuyên, trong túi không có nổi 50.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, tập 1 của web drama Tết miền quê do Quách Ngọc Tuyên sản xuất và đóng chính vừa ra mắt khán giả. Phim do Giang Thanh đạo diễn với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Trương Quỳnh Anh, Cát Phượng, Hứa Minh Đạt, Lê Nam. Phim kể về anh chàng tên Bắp do Quách Ngọc Tuyên thủ diễn và cô Thắm, một cô Việt kiều về nước ăn Tết do Trương Quỳnh Anh đóng. Nếu trong mắt mọi người Bắp là anh chàng bất tài vô dụng, không làm nên trò trống gì, thì cô Thắm là một cô nàng xinh đẹp nhưng ăn nói vô duyên nên mãi không có người yêu. Cuộc sống của Bắp và Thắm đều thay đổi kể từ khi họ gặp nhau. Cặp đôi này đã làm thay đổi cả suy nghĩ của những người xung quanh. Quách Ngọc Tuyên muốn thực hiện phim với nội dung nhẹ nhàng, vui vẻ, phù hợp với những ngày cận kề Tết. Nam diễn viên gửi gắm thông điệp, mỗi người đều có những giá trị riêng trong cuộc sống. Không ai bất tài vô dụng, chỉ là họ chưa tìm được một công việc, một nghề nghiệp phù hợp với bản thân mình. Không ai ế suốt đời, chỉ là họ chưa tìm được một nửa của mình, anh nói. Tập 1 của phim đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả sau một ngày ra mắt với 400.000 lượt xem và hàng trăm bình luận tích cực. Suốt 6 năm qua, Quách Ngọc Tuyên vẫn đều đặn làm phim Tết. Chia sẻ về điều này, anh nói, bản thân tôi cũng là một người con tỉnh lẻ. Lên thành phố bôn ba kiếm sống, gia đình từng rất khó khăn. Mình vừa đi học vừa đi làm, có những năm về Tết mà trong túi không có nổi 50.000 đồng. Từ hoàn cảnh đó nên lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình làm một phim về những người lao động sau quá trình bôn ba cực khổ về quê ăn Tết để bà con có cách giải trí nhẹ nhàng, rồi dần dần làm được 6 năm. Dù thị trường nhiều khó khăn, Quách Ngọc Tuyên vẫn muốn làm sản phẩm gửi tới khán giả. Thành tích hiện tại của phim là tín hiệu lạc quan, giúp anh và ekip có thêm động lực để nối dài chuỗi dự án về Tết. Quách Ngọc Tuyên cũng là quan niệm, nghệ sĩ phải có sản phẩm liên tục để mọi người không quên mình. Mặt khác, anh thèm được làm nghề để thỏa sức sáng tạo và chinh phục những nấc thang mới trong nghệ thuật. Khi nhìn thấy các đồng nghiệp hay đàn em có tâm huyết nhưng lại thiếu hụt tiền, Quách Ngọc Tuyên sẵn sàng diễn, không lấy cát xê hoặc chỉ nhận chút tiền xăng xe. Với một người nghệ sĩ, sự lao động của mình được khán giả đón nhận là hạnh phúc rồi. Đó là động lực lớn để mình làm những sản phẩm tiếp theo, Quách Ngọc Tuyên bày tỏ. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.